Sự tức giận dẫn đến hận thù. Sự tức giận và hận thù là hai người bạn thân thiết nhất của chúng ta. Với sự giúp đỡ của lòng từ bi và trí tuệ, giờ đây tôi có ý chí mạnh mẽ để khống chế tánh nóng giận, để chuyển hóa các tình cảm xấu. Điều căn bản là quý vị cần phân tích, nhận rõ được các ý tưởng nào là thiện, xây dựng và phúc lợi. Đây là những tư tưởng mang lại cho bạn sự yên tĩnh, thoải mái, với tâm bình an, chống lại các ý nghĩ xấu ác, gây nên sự lo lắng và phiền não. Điều rõ ràng sự yên tĩnh nơi tâm hồn là yếu tố quan trọng cho sức khỏe tốt của bạn. Nếu bạn muốn khỏe mạnh, khỏi cần đến bác sĩ, hãy nhìn vào nội tâm của quý vị. Cố gắng sử dụng các khả năng sẵn có nơi bạn, và điều này không tốn kém gì bao nhiêu. Sự giận dữ là một tình cảm tiêu cực. Nó làm hại kẻ khác và mang lại phiền não khổ đau cho chính mình. Tánh nóng giận dẫn đến hận thù. Khi còn trẻ, thỉnh thoảng tôi có nổi cơn nóng giận, nhưng không kéo dài lâu. Hiện nay hầu như tôi không còn biết giận ghét bất cứ ai, kể cả Trung Cộng là những kẻ đã xâm lăng, gây ra nhiều khổ đau cho dân tộc Tây Tạng. Ngay đối với họ, thật sự giờ đây tôi cũng không có ý nghĩ oán hận gì hết. Kẻ thù của bạn là vị thầy tâm linh quý kính nhất. Điều quan trọng là cần phát triển sự nhận thức đúng đắn về kẻ thù của mình. Ngài Tịch Thiên hỏi, nếu không phải kẻ thù, thì với ai bạn có thể thực tập hạnh từ bi? Khi quý vị biết nhận thức tu hành nghiêm chỉnh, thì kẻ thù là vị thầy tinh thần cao quý nhất của bạn. Bởi lẽ, họ giúp chính chúng ta cơ hội để nâng cao và phát triển các đức tính bao dung, nhẫn nhục và hỷ xả. Kẻ thù cũng giúp bạn dễ dàng tăng trưởng tâm từ bi và lòng vị tha. Trên con đường tu tập, sự hiện diện của kẻ thù rất cần thiết cho quý vị. Cùng ý nghĩa này, trong sách Phúc Âm của Thiên Chúa cũng ghi chép: mặt trời không phân biệt bất cứ ở đâu, nó chiếu ánh sáng. Thật là ý tưởng tuyệt vời. Lòng từ bi chân chính cũng như vậy. Nó được chia sẻ bình đẳng, không kỳ thị đối với bất cứ ai. Để phát triển năng lực của lòng từ bi đối với mọi người, và đặc biệt với kẻ thù, điều quan trọng là bạn nên có tâm hỷ xả đối với tất cả. Thông thường chúng ta thù ghét những kẻ làm hại mình và thương mến những người mình ưa thích. Đó là bản chất của con người. Cho nên chúng ta cần chuyển hóa các tình cảm hẹp hòi này trở thành bao dung và hỷ xả. Thiên Chúa giáo dạy rằng vạn vật đều bình đẳng do cùng một Đức Chúa tạo dựng nên. Tất cả mọi người đều được tạo ra theo hình ảnh của Chúa. Do đó, mỗi chúng ta đều chia sẻ bản chất thiêng liêng, thánh thiện chung của Thượng Đế. Tương tự, Đức Phật dạy tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, tức khả năng thành Phật giống nhau. Do đó, quý vị nên vững chắc tin rằng mỗi chúng ta đều có khả năng phát triển lòng từ bi và hỷ xả đối với mọi người. Hỷ xả không phải là sự dửng dưng không quan tâm đến người khác. Chúng ta cần hiểu rõ thế nào gọi là hỷ xả. Vì lòng từ bi phổ quát bao la, không có sự phân biệt, và khi tu tập hạnh từ bi, trước tiên bạn cần thực hành đức tính hỷ xả đối với những kẻ khác. Chẳng hạn, quý vị quen biết một người nào đó là bạn hay bà con với mình trong kiếp này, nhưng theo Phật giáo, người ấy có thể là kẻ thù của quý vị trong đời trước. Có trường hợp một người đối xử làm hại chúng ta như kẻ thù trong đời này, nhưng kiếp trước họ có thể là bạn thân nhất, hoặc ngay cả là cha mẹ của quý vị. Do quán chiếu bản chất của sự thay đổi về mối liên hệ của chính mình với những kẻ khác, cũng như điều có thể xảy ra gồm cả hai, bạn và thù trong nhiều kiếp sống hiện tại lẫn quá khứ, giúp chúng ta có thể phát triển đức tính khoan dung hay hỷ xả. Hành trì tánh hỷ xả liên quan đến sự lìa bỏ, nhưng điều quan trọng là quý vị cần hiểu rõ lìa bỏ có ý nghĩa gì. Đôi lúc khi người ta nghe nói thực tập sự lìa bỏ, họ nghĩ rằng Phật giáo chủ trương ủng hộ sự dửng dưng hay lãnh đạm đối với mọi người. Nhưng nó không phải vậy. Trái lại, sự xả ly không có nghĩa là dửng dưng hoặc không chú ý quan tâm đến thế giới hay cuộc sống của những người khác, mà đúng ra là hành động ngược lại. Có thể nói, sự buông xả là nền tảng, trên đó lòng từ bi chân thật được xây dựng để phát triển, cứu giúp mọi người. Muốn chấm dứt các cuộc khủng hoảng trên thế giới thì nên ngừng sản xuất vũ khí.
những cuộc khủng hoảng xảy ra trên thế giới là do con người thiếu hiểu biết và thông cảm lẫn nhau. Điều căn bản để giải quyết vấn đề này là các quốc gia không nên tăng cường sức mạnh quân sự, mà cần phát triển tinh thần đoàn kết và yêu thương trong những cộng đồng nhân loại. Hận thù và chiến tranh không mang hạnh phúc đến cho bất cứ ai, ngay cả những kẻ chiến thắng. Chiến tranh gây nên khổ đau và luôn luôn mang lại sự tàn phá hủy diệt. Cho nên, đã đến lúc thế giới con người cần tìm cách vượt qua mọi sự khác biệt về chủng tộc, văn hóa và ý thức hệ để cùng chung sống hòa bình và yêu thương lẫn nhau. Được như vậy sẽ mang lại phúc lợi cho những cá nhân, cộng đồng, quốc gia cũng như toàn thế giới. Các nước ngày nay về phương diện kinh tế lệ thuộc với nhau nhiều hơn trước. Do đó, sự hiểu biết, thông cảm giữa con người cần vượt qua biên giới của những quốc gia nhằm hướng đến một cộng đồng quốc tế đoàn kết rộng lớn trong tình thương. Trừ khi chúng ta có thể xây dựng một sự hợp tác thành thực, không cần phải dùng đến sức mạnh hay sự đe dọa. Nhưng bằng tinh thần hiểu biết và thông cảm giữa con người, các vấn đề khó khăn của thế giới ngày càng sẽ chỉ tăng lên thêm mà thôi. Con người trong mỗi đất nước hay cộng đồng đều có quyền được hưởng hạnh phúc, và chúng ta nên bình đẳng quan tâm đến phúc lợi của mọi quốc gia, kể cả đất nước bé nhỏ nhất. Tôi không bảo rằng chủ trương này tốt hơn đường lối kia và tất cả mọi người nên chấp nhận theo nó. Trái lại, cần có nhiều ý thức hệ và chế độ chính trị nhằm đáp ứng thích hợp với các khuynh hướng khác nhau của mọi người trong cộng đồng nhân loại. Điều này sẽ giúp làm tăng thêm không ngừng sự đi tìm kiếm hạnh phúc của con người. Như thế, mỗi cộng đồng có thể tự do phát triển hệ thống chính trị, xã hội và kinh tế của riêng mình, được đặt nền tảng trên căn bản của nguyên tắc tự quyết và thực hành lòng từ bi. Hành động sát nhân có thể trở thành thói quen. Chính do sự thành lập quân đội, dù cho để bảo vệ hay tấn công, cũng đều duy nhất nhằm mục đích sát hại con người. Chúng ta xem quân đội như là điều cần thiết, cho nên quý vị chấp nhận chiến tranh. Nhưng chiến tranh luôn luôn là hành động tàn ác, và bản chất của nó là gây thảm họa chết chóc và khổ đau. Chiến tranh chẳng khác gì lửa cháy trong cộng đồng nhân loại, và kẻ cung cấp nhiên liệu chính là con người. Các bạn thường đề cao việc sản xuất, chế tạo các loại vũ khí mới, tối tân như là một bước tiến đặc biệt của nền kỹ thuật chiến tranh hiện đại. Nhưng quý vị quên rằng, nếu chúng được sử dụng, sẽ thiêu cháy hết tất cả mọi người. Chiến tranh là ném người sống vào lửa. Lúc còn nhỏ, tôi cũng bị lôi cuốn bởi quân đội vì bộ đồng phục của họ trông rất đẹp và hấp dẫn. Điều đó thật sự đã quyến rũ tôi. Theo ý tôi, nếu các bạn không thích chiến tranh mà để cho trẻ còn đam mê các trò chơi chiến tranh thì vô cùng tai hại. Một vài người lính đã nói với tôi rằng khi bắn giết người đầu tiên, tâm họ cà phê rất áy náy và sợ hãi. Nhưng sau khi đã tiếp tục giết hại nhiều người, họ trở thành thói quen, không còn e ngại hay rụt rè gì nữa. Quân đội là những người vi phạm nhân quyền nhiều nhất. Một quân lực hùng mạnh đã tiêu diệt hạnh phúc chính quốc gia của họ. Nếu bạn tin rằng chế độ độc tài là hình thức của một chính quyền phá hoại và đáng khinh bỉ, thì quý vị nên biết sức mạnh của quân đội là một trong những lực lượng đã bảo vệ các điều sai quấy và xấu xa đó. Thành lập quân đội không những chỉ tốn kém quá nhiều về tiền bạc, mà năng lực hữu ích của con người cũng bị hoang phí. Chiến tranh là bạo động, và bạo động là bắn giết, gieo rắc khổ đau. Khi các phe thù nghịch không tin tưởng nhau, thì cuộc chiến rất khó giải quyết. Hòa bình lâu dài chỉ có thể thành đạt trên căn bản hiểu biết, thông cảm và chấm dứt sự hận thù giữa hai phía. Nếu hủy diệt luật thiên nhiên, các bạn sẽ gặp thảm họa. Thế giới hiện nay có quá nhiều khổ đau, cho nên chúng ta cần phát triển tình thương để phục vụ cho sự sống còn của nhân loại trên quả đất này. Hành tinh này là ngôi nhà của chúng ta. Chăm sóc thế giới và quả địa cầu chẳng khác gì quý vị giữ gìn ngôi nhà của các bạn. Cuộc sống chúng ta tùy thuộc nơi trái đất và môi trường xung quanh nó. Quả đất là mẹ của chúng ta. Nó rất nhân từ, bởi vì bất cứ điều gì bạn muốn làm, nó đều hoan hỷ và bao dung. Nhưng giờ đây đã đến lúc khả năng chúng ta có thể hủy diệt nó, cho nên quả đất mẹ đã phải lên tiếng cảnh báo rằng các bạn nên cẩn trọng. Vũ khí nguyên tử, sự tăng trưởng dân số,
và nhiều vấn đề khó khăn khác mà quý vị đã thấy rõ, có phải vậy không? Bởi lẽ thiên nhiên cũng có những giới hạn của nó. Tương tự, chúng ta nhận thấy thân thể con người gồm nhiều yếu tố tạo thành. Nếu quý vị phá hủy các luật thiên nhiên, thì dù con người có khôn lanh và kinh nghiệm cách mấy, cũng sẽ gặp tai họa. Rất may là chưa quá trễ. Hiện có nhiều người đã quan tâm đến các vấn nạn trên hơn trước đây. Ngày nay có vài đảng phái chính trị mà ý thức hệ của họ được xây dựng trên nền tảng của vấn đề môi sinh. Chú ý đến điều bạn đang làm đối với quả đất, mẹ của chúng ta. Quý vị cần có sự hiểu biết và tỉnh giác. Đơn giản là bạn phải tỉnh thức. Sự giáo dục và ý thức trách nhiệm đó rất quan trọng. Chúng ta cần có sự giáo dục ngõ hầu giúp bạn hiểu rõ những việc mình đang làm. Nhờ vậy, khi dấn thân vào cuộc sống, va chạm với những khó khăn tương ứng với điều quý vị đã học qua lý thuyết, bạn sẽ nhận thức rõ để hành động thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Quý vị nên tin rằng mọi người ai cũng đều có thể, cũng như có khả năng thực hiện các điều tốt lợi mình và cho kẻ khác. Nếu bạn muốn cải thiện thế giới, thì trước tiên chúng ta cần phải cố gắng tu tập và sửa đổi chính bản thân mình. Sự giàu có dễ khiến cuộc sống bất an. Chúng ta cần xem xét thái độ của những người thuộc thế hệ mới ngày nay, đặc biệt trong các xã hội giàu sang phú quý, vật chất dư thừa. Con người hiện tại đã có một đời sống quá đầy đủ và tiện nghi, do vậy mà khi gặp vấn đề trở ngại dù rất nhỏ, họ vẫn cảm thấy khó khăn để đối phó, cũng như dễ dàng sanh tâm bối rối và âu lo. Thế hệ hôm nay phản ánh không những chỉ là kết quả của sự khó nhọc của nhiều người khác trong xã hội, mà còn là sự đóng góp với mọi gian lao thử thách của cha ông, tiền nhân các bạn. Tổ tiên chúng ta đã làm việc hết sức cực khổ để tạo dựng cho quý vị một cuộc sống an bình trong ngày hôm nay. Cho nên, bạn cần nỗ lực phát triển các điều thiện trong mọi hoàn cảnh. Trái lại, với tâm hẹp hòi ích kỷ, chúng ta không nhận thức rõ được thực tại sẽ khiến quý vị gặp nhiều khó khăn. Những tình cảm tiêu cực như sự giận dữ và ganh ghét là rất tai hại. Bạn nên cố gắng duy trì đức tính từ bi hỷ xả. Chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh của những người xung quanh, nhưng với tình thương, lòng từ bi và sự quan tâm đến cuộc sống của mọi kẻ khác, bạn có thể làm giảm thiểu bớt nỗi khổ đau của họ. Chúng ta cần có đức tính can đảm và sức mạnh của nội tâm. Nếu là người có tôn giáo, bạn hãy nâng cao các giá trị đạo đức tâm linh. Nếu là kẻ không có tín ngưỡng, quý vị nên hiểu biết rằng mọi người căn bản đều giống nhau. Ai cũng muốn có hạnh phúc và không thích khổ đau. Từ nhận thức này, bạn nên phát nguyện mở rộng tình thương và có tâm hồn vị tha. Bao lâu chúng ta còn là các thành viên trong xã hội con người, điều quan trọng nhất là bạn nên làm một con người có lòng nhân ái và từ bi. Đời sau hay ngày mai, không ai biết điều gì sẽ đến trước. Ngày nay tôi đã du hành đến nhiều nơi và là cơ hội tốt giúp tôi được tiếp xúc gặp gỡ với rất đông bạn bè mới. Trong số đó, có nhiều người đau khổ. Kẻ mất cha mẹ và con cái, người có thân nhân hay gia đình tự tử, hoặc mắc bệnh ung thư và bệnh S. Cũng có nhiều đồng hương Tây Tạng đến gặp tôi với những câu chuyện đỏ đầy và khổ đau trong các trại tù. Nhưng rất tiếc là tôi không có năng lực chữa lành được bệnh tật gì cả. Mà điều tốt nhất tôi có thể làm là chia sẻ và giúp họ bớt phần nào đau khổ. Tất cả chúng ta đều giống nhau là con người. Các bạn ai cũng muốn có hạnh phúc và duy trì trong sự mưu tìm nguồn hạnh phúc lớn lao này với tất cả hy vọng. Tục ngữ Tây Tạng có câu: kiếp sau hay ngày mai, không ai có thể biết chắc điều gì sẽ đến trước. Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục sống trong hy vọng. Mọi người khắp nơi trên thế giới đang cố gắng cải thiện đời sống của họ. Điều ngạc nhiên là tôi có cảm tưởng những người sống trong các quốc gia phát triển vật chất với cả nền kỹ nghệ tiến bộ là ít thỏa mãn, ít hạnh phúc và trên một mức độ nào đó lại càng khổ đau hơn những kẻ sống trong các nước lạc hậu chậm tiến nhất. Thực vậy, nếu chúng ta so sánh những người giàu với kẻ nghèo, thường khi những người không có gì cả, thực ra họ ít lo lắng hơn, mặc dù họ dễ bị truyền lây bệnh tật và đau đớn thể xác. Đối với người giàu, trong khi chỉ có một số ít biết sử dụng một cách thông minh sự giàu có của họ
nghĩa là không phải sống xa hoa phung phí mà biết chia sẻ với người thiếu thốn nghèo khổ, thì phần đông lại không biết. Họ bị vướng mắc trong ý tưởng phải chiếm đoạt, tích lũy nhiều hơn nữa, đến nỗi không còn chỗ cất chứa bất cứ thứ gì khác trong cuộc đời. Kết quả, họ thường xuyên bị rây rứt, dày dò đau đớn giữa sự nghi ngờ về chuyện gì có thể xảy ra và hy vọng sẽ thu gặt chiếm hữu được nhiều thêm nữa, để rồi làm mồi cho sự khổ đau tinh thần. Mặc dù bên ngoài họ có vẻ sống cuộc đời thành công với đầy đủ tiện nghi, sự đau khổ nội tâm này rõ ràng có liên quan đến sự rối loạn trong việc xây dựng tinh thần đạo đức với nền tảng của nó. Chúng ta đã tạo ra một xã hội trong đó con người cảm thấy ngày càng khó khăn để yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau hơn. Các bạn cũng nhận thấy cuộc sống của mình hết sức cô đơn, cách biệt và gây nhiều trở ngại cho các tiến bộ vật chất. Xã hội tân tiến đã mang đến cho chúng ta đời sống không có hạnh phúc, nhiều âu lo và thiếu an lạc. Chùa ở nơi tâm chúng ta. Vào những ngày cuối cùng của đời người, chúng ta có thể nhìn lui quá khứ để hồi tưởng kiểm điểm lại các hành động xấu tốt của mình. Các bạn cảm thấy an lạc với cuộc sống có ý nghĩa, biết yêu thương giúp đỡ mọi người. Nếu ngược lại thì chúng ta rất buồn. Điều tất cả quý vị nên làm là cố gắng sử dụng tốt, thực có hữu ích trong thời gian hiện tại. Muốn đạt được kết quả, ngay giờ phút hôm nay, bạn cần phát tâm từ bi, nghĩ tưởng giúp đỡ mọi người xung quanh. Lòng từ bi là một trong những đức tính căn bản giúp cuộc sống chúng ta có ý nghĩa. Nó là cội nguồn của sự an lạc và hạnh phúc lâu dài. Nó là nền tảng của tâm hồn rộng mở và trái tim của người biết yêu thương, muốn cứu giúp những kẻ khác. Qua lòng nhân ái, tình thương, sự thành thực chuộng lẽ phải và công bằng mà các bạn đã thực hiện đối với mọi người sẽ mang lại nhiều phúc lợi cho bản thân quý vị. Ai cũng biết rằng khi xã hội gặp vấn đề khó khăn thì chính các bạn cũng đau khổ. Chúng ta có thể phủ nhận hay chối bỏ tôn giáo, ý thức hệ và trí tuệ hiểu biết, nhưng quý vị không thể trốn thoát sự cần thiết của tình thương và lòng từ bi. Đó là tôn giáo và tín ngưỡng của tôi. Chùa nằm ngay ở trái tim và trong tâm chúng ta. Lòng từ bi là giáo lý. Bạn nên yêu thương mọi người cũng như kính trọng quyền lợi và thiện tánh của họ. Hạnh phúc là giản dị như thế, nhưng tại sao quý vị quá khó khăn tìm thấy nó? Bởi lẽ bạn không mấy quan tâm đến sự khắc phục các tình cảm và ý tưởng tiêu cực, nhưng lại còn hối tiếc về các việc làm giúp đỡ tha nhân. Thay vì hoan hỷ khi bạn có dịp góp phần mang lại hạnh phúc cho kẻ khác, quý vị chỉ biết nghĩ đến thú vui ích kỷ của riêng mình. Chúng ta nên nhớ rằng với tâm tham đắm vật chất của cải và đam mê dục lạc thế gian là cửa ngõ hướng dẫn bạn đến sự khổ đau. Tôi luôn luôn nguyện ước trong hiện tại và mãi mãi tương lai sau này sẽ trở thành người bảo hộ cho hạng nghèo khổ, người hướng dẫn cho kẻ lạc đường, con tàu giúp người vượt biển cả, chiếc cầu đưa người qua sông, nơi ẩn náu cho người gặp cảnh hiểm nguy, ngọn đèn soi sáng cho người trong bóng tối, nơi nương tựa cho kẻ khốn cùng và người giúp việc cho tất cả những ai cần đến. Tìm hiểu về thuyết nghiệp báo. Là nhà sư Phật giáo, tôi tin tưởng vào thuyết nghiệp báo. Đó là luật tự nhiên của lý nhân quả. Mọi công việc và hoàn cảnh sống chúng ta gặp ngày hôm nay có thể là sự tích lũy các hành động xấu hoặc tốt của bạn trong đời trước. Chúng là kết quả tự nhiên, những việc làm của cá nhân trong kiếp quá khứ. Sự thành công hay thất bại, hạnh phúc hay đau khổ mà mỗi cá nhân gặp phải là những kết quả tất nhiên không tránh khỏi của các hành động thiện hoặc ác của mình đã gây ra trong đời trước. Vào một thời điểm đặc biệt trong đời sống hiện tại, nếu quả các việc làm tốt của bạn đã chín mùi thì quý vị sẽ phải hái trái. Cuộc sống ai ngày nay giàu sang, thông minh và có địa vị là kết quả của các việc làm phước đức của họ ở kiếp quá khứ. Điều này như là sự khen thưởng và khuyến khích bạn cố gắng làm nhiều việc lành hơn nữa. Tương tự, khi một người gặp cảnh khốn cùng và đau khổ, họ nhận biết rằng đó là quả báo của hành động xấu ác mà họ đã gây ra trong đời trước. Nhờ vậy sẽ giúp họ tránh không làm điều bất thiện trong hiện tại. Qua thuyết nghiệp báo,
con người sẽ nhận thức rõ về những nguyên tắc căn bản và luật lệ tự nhiên của sự sống. Và sống thế nào để thân tâm an lạc là điều chủ yếu. Cũng nên biết rằng đời sống của mỗi cá nhân hạnh phúc hay đau khổ, trách nhiệm hoàn toàn do chính nơi các bạn. Với nhận thức sâu xa này sẽ hướng dẫn con người biết sống hòa hợp và thương yêu, lợi ích cho quý vị và những kẻ khác, cũng như cả thế giới bên ngoài lẫn đời sống nội tâm của chúng ta. Bạn hãy tinh tấn. Đức Phật đã hành trì tu tập như thế nào để đạt được kết quả trở thành bậc chánh đẳng chánh giác? Ngài đã nỗ lực phát triển ý tưởng của tình thương và lòng từ bi đối với tất cả nhân loại. Ngài đã tích lũy vô lượng công đức lành và cuối cùng thành tựu sự hoàn toàn giác ngộ hay thành Phật. Trải qua nhiều kiếp, Ngài đã liên tục hành động như thế, duy nhất vì muốn cứu độ hết thảy chúng sanh. Với tâm tỉnh thức xót thương, nghĩ tưởng đến những kẻ khác hơn chính mình, Đức Phật đã hoàn thiện con đường tu tập của Ngài. Chính do lòng từ bi, Đức Thế Tôn đã hành trì tu tập nhằm mang lại hạnh phúc cho mọi người. Trải qua vô lượng kiếp, Ngài đã tinh tấn, quyết tâm tu hành theo đuổi con đường ấy. Ngay sau khi chứng đạo Bồ Đề, cũng do năng lực của lòng từ bi này đã thúc đẩy, hướng dẫn Ngài đến hành động chuyển bánh xe Pháp Luân để hoằng pháp lợi sanh. Vì mục đích căn bản của Đức Phật là cứu độ tất cả chúng sanh. Khi bạn có thể giúp tâm những kẻ khác phát triển đạo đức, sẽ khiến cho đời sống của họ có ý nghĩa và hạnh phúc. Đó là sự phục vụ chân chính cho Đức Phật, cũng như giáo pháp của Ngài. Bạn cần nỗ lực tinh tấn và nên cố gắng hết sức mình vào công cuộc hoằng pháp hữu ích này. Được vậy, chúng ta không chỉ mang phúc lợi đến cho người khác mà còn cho chính quý vị. Một nhà sư cúi đầu đảnh lễ trước một vị trưởng lão đại tăng là để diệt trừ tánh ngã mạn của mình. Các ý tưởng bất thiện là rất tai hại. Con người thường bị khống chế bởi vô minh. Cũng may là có một năng lực diệt trừ được những ý nghĩ xấu ác, đó là trí tuệ. Trí tuệ này trở nên sáng suốt và nhạy bén hơn khi chúng ta biết dùng lý trí để phân tích và khảo sát sự việc. Người có tâm mê mờ và xảo quyệt không thể chống lại trí tuệ. Duy nhất nhờ trí tuệ giúp chúng ta nhận thức rằng mọi vật hiện hữu là không thực. Đó là trí tuệ bát nhã. Bạn có thể chuyển hóa cuộc sống của chính mình. Sự tồn tại của một tôn giáo gắn liền với sự tu tập phát triển tình thương, lòng từ bi và quan tâm cứu giúp những kẻ khác là điều vô cùng hữu ích. Bạn may mắn được đọc các lời khuyên lợi lạc này và tôi rất hạnh phúc có dịp thuyết giảng giáo lý Đức Phật cho mọi người. Chúng ta không nên nghĩ tâm tỉnh thức chỉ là đối tượng của sự ngưỡng mộ hay lòng tôn kính. Nhưng đó là điều quý vị cần tu tập ngay chính ở trong tâm các bạn. Chúng ta có khả năng và chọn lựa để làm như vậy. Trong quá khứ, bạn có thể là người ích kỷ và xấu xa. Nhưng hôm nay, với sự quyết tâm, quý vị có thể chuyển hóa cuộc sống của mình. Là con người, bạn có trí thông minh và lòng can đảm, chúng ta nên sử dụng chúng. Cá nhân tôi không có kinh nghiệm gì về tâm tỉnh thức, nhưng nếu cố gắng thực hành, tôi nghĩ tôi có thể đạt được sự giải thoát, và đó là việc có thể. Tuy nhiên, khi nghĩ đến tâm giác ngộ, thì hình như đó là điều quá xa vời. Tôi cảm thấy buồn khi tâm bị chi phối, ảnh hưởng bởi các tình cảm tiêu cực như sự giận hờn, ganh ghét và tranh chấp. Bước đầu tiên để có thể phát triển thực sự tâm tỉnh thức là bạn cần nghĩ đến việc giúp đỡ cho những kẻ khác, nhận biết lỗi lầm trong hành động tự đề cao mình và thấy rõ sự lợi ích của lòng yêu thương mọi người xung quanh. Nó cũng đòi hỏi sự giao hảo thân thương giữa bạn và tha nhân. Điều quan trọng và cần thiết là quý vị nên có lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh. Sự giận dữ là kẻ thù đích thực của chúng ta. Tôi chỉ là một con người bình thường. Qua sự kềm chế và tu tập, tôi có thể phát triển các đức tính tốt. Mỗi cá nhân nên nghĩ rằng con người có đầy đủ khả năng. Với niềm tự tin và cố gắng, thật sự có thể hoán cải chính mình nếu họ muốn. Nếu bạn biết sử dụng các năng lực tích cực và đức tính tốt của con người, chúng ta có thể khắc phục, vượt qua những vấn đề khó khăn của nhân loại hiện nay. Đời sống tâm linh của quý vị rất quan trọng,
Nguồn gốc tạo nên hạnh phúc và an lạc cho con người nằm ở trong tâm các bạn. Tôi xem sự giận dữ như là kẻ thù tai hại nhất. Tôi nghĩ kẻ thù là người hoặc yếu tố trực tiếp hay gián tiếp phá hủy các lợi ích tạo nên hạnh phúc căn bản của chúng ta. Đất nước bạn có thể bị xâm lăng, tài sản bị hủy diệt và thân nhân bị sát hại, nhưng các sự mất mát này chỉ là điều thứ yếu đối với hạnh phúc tinh thần và tâm an lạc của quý vị. Không gì có thể phá hủy những phúc lợi trên ngoại trừ lòng sân hận của chúng ta. Bạn có thể trốn thoát, che giấu hay lừa đảo kẻ thù, nhưng với sự giận dữ, tôi không thể làm như vậy. Sự căm ghét hay tức giận là người phá hủy tâm an lạc, cho nên nó là kẻ thù đích thực của các bạn. Có sự liên hệ tự nhiên giữa nhân và quả. Một khi quý vị đã tạo ra các nhân và duyên, bạn khó có thể ngăn chặn quả không xảy ra. Ngay từ lúc đầu, chúng ta có thể tránh đừng gây nhân. Một trong những phương cách hữu hiệu để bạn có thể khống chế sự tức giận và hận thù bằng cách tu tập hạnh nhẫn nhục, phát triển tình thương và lòng từ bi. Toàn thể nhân loại là một. Tôi tin rằng trên bình diện xã hội, gia đình, quốc gia và thế giới, bí quyết để tạo dựng một thế giới an bình và hạnh phúc là phát triển lòng từ bi. Bạn chẳng cần trở thành một tín đồ theo tôn giáo hay tin tưởng vào bất cứ ý thức hệ nào. Điều chủ yếu là quý vị nên phát triển các thiện tánh của con người. Tôi nghĩ rằng sự tu tập xây dựng hạnh phúc cá nhân có thể góp phần hữu hiệu vào công việc cải thiện toàn thể cộng đồng nhân loại. Tất cả chúng ta đều chia sẻ sự cần thiết chung là tình thương, và trên căn bản của tính phổ quát này, bạn có thể nghĩ rằng bất kỳ ai quý vị gặp và trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ đều là anh chị em của mình. Thật là sai lầm khi chúng ta quá chú trọng đến sự khác nhau bề ngoài, bởi vì bản chất căn bản của con người đều giống nhau. Cuối cùng, toàn thể nhân loại là một, và hành tinh bé nhỏ này là ngôi nhà duy nhất của chúng ta. Nếu các bạn muốn bảo vệ nó, mỗi cá nhân cần thể hiện tình thương và lòng từ bi phổ cập toàn cầu. Nếu quý vị có một tâm hồn rộng mở, bạn khỏi lo lắng kẻ khác thù ghét và làm hại đến mình. Một môi trường cởi mở, thông cảm và hợp tác toàn cầu trở nên khẩn cấp cần thiết hơn hết vào lúc này. Nhằm mục đích phát triển kinh tế, các biên giới quốc gia nên xóa bỏ, vì ngày nay nhiều nước trên thế giới không thể sống tách rời, biệt lập với nhau được. Thật vậy, việc mở mang kinh tế của những quốc gia khác đều tùy thuộc vào sự phát triển kinh tế ngay chính nơi mỗi xứ sở của quý vị. Theo quan điểm các sự kiện trên của thế giới hiện đại, chúng ta cần có một cuộc cách mạng về tư tưởng và hành động nơi các bạn. Điều mỗi ngày càng chứng tỏ rõ ràng hơn là một nền kinh tế vững mạnh cần được xây dựng trên ý nghĩa chân thật của sự trách nhiệm phổ quát toàn cầu. Đây không phải là một lý tưởng tôn giáo, luân lý hay đạo đức, mà đúng hơn là nhu cầu cấp thiết do sự hiện hữu của con người hôm nay. Những xã hội cần hoạt động như các khối gạch kiến trúc cho nền hòa bình thế giới. Tạo dựng điều tốt trên quả đất là việc làm rất cần thiết. Sự thành đạt có được lẽ công bằng, tinh thần hòa hợp và an vui tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Chúng ta nên nghĩ đến các điều này vì phúc lợi lâu dài hơn là ngắn hạn của con người. Các quốc gia không có chọn lựa nào khác hơn là cần quan tâm đến hạnh phúc của những kẻ khác. Trong tình trạng hiện nay, đang có nhu cầu phát triển về sự thông cảm và hiểu biết giữa con người, cũng như ý nghĩa về trách nhiệm phổ quát toàn cầu. Nhằm thành đạt các thiện ý đó, các bạn cần mở rộng tình thương và lòng từ bi, vì nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ có được nguồn hạnh phúc chung toàn thể, cũng như nền hòa bình thế giới lâu dài. Quý vị không thể kiến tạo hòa bình chỉ trên giấy tờ. Bởi lẽ, nhân loại được tổ chức dưới hình thức của các xã hội quốc gia riêng biệt. Cho nên, tôi nghĩ chính những xã hội này cần hoạt động như các khối gạch kiến trúc cho nền hòa bình thế giới. Trong quá khứ, mọi cố gắng đã thực hiện nhằm xây dựng các xã hội công bằng và bình đẳng hơn. Nhiều cơ quan cũng đã được thiết lập với các hiến chương cao quý để tranh đấu chống lại các bất công xã hội. Nhưng rất tiếc, những lý tưởng tốt đẹp này đã bị lường gạt bởi tâm ích kỷ của con người. Ngày nay, chúng ta đã chứng kiến các nguyên tắc đạo đức cao đẹp ấy
đã bị che khuất bởi bóng tối của những quyền lợi cá nhân. Hiện nay, do sự chi phối của một vài đại cường quốc, vai trò nhân đạo của các tổ chức quốc tế đã bị sao lãng, không được chú ý tới. Tôi hy vọng sự sai lầm này sẽ được sửa chữa và các cơ quan thế giới tương lai sẽ tích cực hoạt động để có kết quả hữu hiệu hơn, nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi cho nhân loại cũng như tăng trưởng sự hiểu biết quốc tế. Cộng đồng thế giới có trách nhiệm đạo đức để ngăn tránh sự khổ đau. Lịch sử đã chứng minh cho thấy nhân loại bằng cách này hay cách khác đã theo đuổi và mưu tìm một nền hòa bình. Phải chăng quá lạc quan khi nghĩ tưởng rằng nền hòa bình thế giới cuối cùng chúng ta sẽ nắm bắt được? Lòng thù hận của con người phải chăng đã không tăng trưởng và khả năng hủy diệt của các vũ khí cũng đã thay đổi? Để thực hiện việc giải trừ quân bị, trước tiên chúng ta cần loại trừ các vũ khí nguyên tử, kế tiếp là vi trùng và hóa học, rồi đến vũ khí tấn công và sau cùng là phòng thủ, nhằm bảo vệ nền hòa bình. Các bạn nên thành lập một lực lượng cảnh sát quốc tế. Sự cải cách như thế có thể thực hiện được trong một tình trạng của thế giới ổn định. Số ngân khoản tài chánh và năng lực lớn lao của con người mà các bạn đã thu được từ việc chấm dứt không sản xuất vũ khí sẽ là một ngân sách khổng lồ dành cho sự phát triển hữu ích trên toàn thế giới. Quý vị thử tưởng tượng, có biết bao nhiêu giường cho bệnh nhân trong các nhà thương, cũng như trường học và nhà ở được xây cất mà số tiền to lớn trên có thể dùng để tài trợ. Tại sao trí tuệ của các khoa học gia xuất sắc lại phí phạm vào những nỗ lực khủng khiếp, tác hại như vậy, trong khi họ có thể đóng góp vào những việc làm phúc lợi, giúp ích cho sự tiến bộ của nhân loại? Quả đất của chúng ta may mắn có những kho tàng thiên nhiên rộng lớn bao la. Nếu các bạn biết sử dụng và khai thác chúng một cách thích hợp, thì mọi người sẽ có một cuộc sống được chăm sóc đầy đủ và hạnh phúc. Mặc dù thế giới hòa bình không thể xuất hiện được ngay tức thì, nhưng tại sao chúng ta không cố gắng bắt đầu xây dựng? Nền hòa bình, thịnh vượng và sự ổn định chính trị vững mạnh của mọi quốc gia trong tương lai là do kết quả hoàn toàn của các dân tộc đó muốn có một nền dân chủ, độc lập và tự do. Mỗi chúng ta và mọi thành viên trong cộng đồng quốc tế có trách nhiệm đạo đức là ngăn ngừa, giúp con người tránh khổ đau. Tôi tin rằng những cuộc đối thoại, hòa hợp, dàn xếp và thỏa hiệp giữa các quốc gia nhằm kiến tạo một thế giới mới sẽ mang lại một nguồn hy vọng thật sự cho nền hòa bình tương lai của nhân loại. Điều quan trọng là chúng ta cần tìm một giải pháp hòa bình và bất bạo động để thực hiện điều ấy. Thế giới chúng ta tương quan liên hệ với nhau. Thời gian luôn luôn trôi qua và không vật gì có thể bắt nó dừng lại. Bạn sử dụng thời gian một cách hữu ích hay lãng phí nó hoàn toàn cho nơi quý vị. Tôi tin rằng mục đích của giáo dục là diệt trừ sự dốt nát. Dù thực tế mọi vật đều tương quan liên hệ với nhau, nhưng chúng ta thường xem chúng như biệt lập và tách rời nhau. Nhận thức sai lầm đó ảnh hưởng đến quyết định và phản ứng của chúng ta đối trước mọi hoàn cảnh. Nếu quan sát kỹ lưỡng, bạn có thể nhận thấy đời sống của con người ở thế giới này đều liên quan, phụ thuộc lẫn nhau trong mọi lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị đến môi sinh và xã hội. Do đó, trên nền tảng của thực tại này, quý vị nên cố gắng sống đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ cho nhau. Tuy nhiên, nền giáo dục hiện đại hình như không khuyến khích sự hợp tác hay tương trợ. Giáo dục giống như một dụng cụ mà nó có thể được dùng để xây dựng hay phá hoại tùy theo người sử dụng. Tôi tin rằng mục đích chủ yếu của giáo dục là nhằm rèn luyện và hướng dẫn tâm con người biết chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Vai trò quan trọng khác của giáo dục là dạy dỗ các bạn lúc nào cũng luôn luôn biết thực hành các đức tính tốt, lương thiện và thành thực. Loại giáo dục hướng dẫn tâm con người này thực sự vô cùng lợi ích cho quý vị. Bởi lẽ tất cả chúng ta là thuộc của nhân loại. Nếu nhân loại hạnh phúc, các bạn cũng sẽ hạnh phúc. Nếu loài người và hoàn cảnh cuộc sống chung quanh đau khổ, chúng ta cũng sẽ đau khổ. Sự thành công, an lạc và sống còn của chính quý vị đều tùy thuộc nơi nhiều kẻ khác.
Khi gặp cảnh khổ, bạn đừng sanh tâm buồn chán. Khi chia sẻ sự khổ đau của người khác, bạn có thể lo lắng về khả năng phục vụ của mình. Khi giúp đỡ một người là bạn đã làm giảm nhẹ bớt nỗi khó khăn cho họ. Khi nghe ai than thở về sự khổ đau, tôi liền dấn thân giúp đỡ và bảo với họ rằng: bạn không cô đơn, nhiều người trong đó có tôi cũng đều như vậy. Trong Phật giáo có nhiều tấm gương cao quý của chư vị Bồ Tát, những người đã nhận thức rõ sự khổ đau của kẻ khác là của chính mình. Khi đối diện với sự khổ, bạn đừng sanh tâm buồn chán. Lúc gặp điều hạnh phúc, quý vị cũng không nên tự mãn và kiêu căng. Tu tập để phát triển trí tuệ giúp chúng ta tránh được những ý nghĩ tiêu cực này. Muốn có hạnh phúc, các ý nghĩ xấu cần được diệt trừ. Mục đích của sự hành trì tu tập là mong hoàn thành khát vọng có được hạnh phúc của chúng ta. Mọi người đều bình đẳng trong ước muốn có hạnh phúc và tránh khổ đau. Tất cả quý vị đều có quyền thành đạt điều mong ước cao quý này. Các bạn ai cũng đi tìm hạnh phúc và không thích khổ đau. Tuy nhiên, chúng ta cần theo đuổi hạnh phúc trên lĩnh vực tinh thần. Khi phân tích các kinh nghiệm tâm linh, chúng ta nhận thấy rằng những xúc cảm mạnh mẽ mà các bạn có như lòng ham muốn, sự tức giận và hận thù không mang lại cho quý vị nguồn hạnh phúc sâu rộng và lâu dài. Dục vọng đầy đủ có thể cung cấp cho bạn sự thỏa mãn nhất thời. Nhưng nguồn vui lúc có một chiếc xe hay ngôi nhà mới thường là rất ngắn ngủi. Khi bạn đam mê theo đuổi những dục vọng, nhưng thường thì chúng chạy trước với tốc độ nhanh hơn, nên chúng ta khó có thể bắt kịp. Do đó, càng đòi hỏi, càng thiếu thốn, lại càng khó thỏa mãn cho nhu cầu của quý vị. Cuối cùng, chúng gây nên sự buồn khổ và ảnh hưởng tai hại đến sức khỏe của các bạn. Những cảm xúc tiêu cực này phát xuất từ đâu? Chúng bắt nguồn từ các ý nghĩ và hành động xấu của quý vị trong quá khứ. Nếu bạn tiếp tục duy trì, chúng sẽ phát triển ngày càng mạnh và gây ảnh hưởng ngày càng lớn hơn đối với chúng ta. Cho nên, bạn cần tu tập để thuần hóa các tình cảm tiêu cực này và làm giảm bớt năng lực tác hại của chúng. Muốn thành đạt hạnh phúc, các ý nghĩ xấu cần phải diệt trừ. Đây là một thế hệ mấu chốt. Như quý vị đã biết, nền hòa bình và sự sống còn của nhân loại trên mặt đất đang bị đe dọa bởi các hành động thiếu đạo đức của con người. Sự hủy diệt thiên nhiên và các tài nguyên của quả đất gây ra do sự vô minh, lòng tham và không biết kính trọng mọi sự sống trên quả địa cầu của các bạn. Hành động tai hại này sẽ kéo dài đến thế hệ con cháu tương lai của chúng ta. Những người sẽ thừa hưởng một hành tinh đang dần dần bị phá hủy. Nếu nền hòa bình thế giới chưa thực hiện được, cũng như sự tàn phá thiên nhiên và môi sinh vẫn tiếp tục với mức độ như hiện nay. Tiền nhân của chúng ta đã nhìn thấy quả đất này rất đẹp và giàu có. Nhiều người trong quá khứ đã nghĩ rằng tài nguyên thiên nhiên là vô tận, nhưng với điều kiện là quý vị phải biết giữ gìn và chăm sóc nó. Thật khó có thể tha thứ cho hành động hủy diệt thiên nhiên do sự vô minh của con người gây ra trong quá khứ. Tuy nhiên, ngày nay các bạn được tiếp xúc với nhiều thông tin hơn. Và điều căn bản là chúng ta cần xem xét lại về mặt đạo đức, quý vị đã thừa hưởng được những gì, chịu trách nhiệm ra sao và sẽ truyền lại cho các thế hệ tương lai như thế nào. Rõ ràng, đây là một thế hệ then chốt. Sự liên lạc thế giới toàn cầu mặc dù có thể thực hiện, nhưng sự đối đầu và xung đột vẫn thường xảy ra hơn là các cuộc đối thoại mang ý nghĩa hòa bình. Những điều kỳ diệu về nền khoa học và kỹ thuật của chúng ta không bù đắp xứng đáng với những thảm họa hiện nay, như nạn đói chết hàng ngàn người xảy ra tại một vài nơi trên thế giới, hay sự hủy diệt nhiều hình thức sống khác do con người gây ra. Cùng lúc, việc khảo sát quả đất cho thấy các đại dương, biển cả và vùng nước ngọt đang tăng trưởng bị ô nhiễm. Nhiều giống người, thú vật, cây cối và ngay cả những vi sinh vật mà chúng ta biết rất hiếm hoi có thể sẽ biến mất, không còn tồn tại vào các thế hệ tương lai. Chúng ta có khả năng và trách nhiệm, các bạn cần nên hành động trước khi quá trễ. Điều thế giới đang cần là tình thương và lòng từ bi. Con người khác loài vật nhờ có khả năng lý trí
nghiên cứu và hiểu biết. Năng lực trí thức này là đặc tính của cái tâm biết tu tập. Nó chủ yếu nghĩ đến phúc lợi của người khác. Như Tôn sư Tịch Thiên Sanchideva đã dạy, tất cả những khổ đau trên thế giới này đều cho lòng ích kỷ cá nhân muốn có sự thoải mái, cùng sung sướng cho riêng mình, và mọi điều hạnh phúc bắt nguồn từ lòng vị tha muốn cứu giúp cho những kẻ khác. Trong thế giới xung đột khốc liệt của chúng ta ngày nay, sự thật luôn luôn đúng như vậy. Nỗi khổ dù cho trên bình diện rộng lớn như chiến tranh giữa các quốc gia, cũng như các hành động gây nên tội ác và khủng bố khiến cho nhiều người bị sát hại, hoặc trên phạm vi nhỏ hơn như các loài sâu bọ cắn xé lẫn nhau. Trong mọi trường hợp, nguyên nhân chính đều do lòng ích kỷ mà ra. Sự hỗ tương giúp đỡ cho nhau được xây dựng trên lòng từ bi là điều vô cùng cao quý. Mọi người khi gặp việc không vui thì tâm họ cảm thấy bất an. Khi bạn không có khả năng kiềm chế và kiểm soát được tâm của mình thì thế giới sẽ gặp nhiều vấn đề khó khăn. Cho nên, trong cuộc sống hiện nay, nếu chúng ta có thể chuyển gửi các ý tưởng lành đầy nhân ái đến tất cả mọi người, cũng như loài côn trùng bé nhỏ nhất, thì quả đất này chắc chắn sẽ trở thành một nơi sống vô cùng hạnh phúc. Do đó, điều thế giới đang cần là tình thương và lòng từ bi. Nên nghĩ rằng bạn thuộc của toàn thể nhân loại. Người ta thường tin rằng thực hành tánh nhẫn nhục, hỷ xả và từ bi là rất tốt cho người nhận, nhưng đây là một ý tưởng sai lầm. Thực tế cho thấy, phần lớn phúc lộc của hành động lợi tha và lòng từ bi đều dành cho người hành trì, chứ không phải kẻ nhận. Nếu bạn chỉ nghĩ cho riêng mình và không quan tâm đến kẻ khác, tâm quý vị sẽ cảm thấy bất an, lo lắng và sợ hãi. Khi những cánh cửa trong lòng mình khép kín, thì bạn rất có thông cảm và tiếp xúc với mọi người. Nhưng nếu chúng ta luôn luôn thân thiện, cởi mở thành thực và yêu thương những kẻ khác, thì lúc nào tâm mình cũng có an lạc. Mọi người sẽ không làm hại và luôn bày tỏ cảm tình tốt đối với các bạn. Bởi thế, ngày lẫn đêm và ngay cả trong những giấc mơ, quý vị cần giữ cho con tim mình rộng mở. Nhờ đó, chúng ta sẽ có thêm nhiều bạn chân tình hơn. Nội lực nơi tâm mình cũng sẽ tăng trưởng thêm. Không cần thiết trở thành một người có tín ngưỡng theo truyền thống. Bạn có thể là người hiền lành, đạo đức và thành công mà không cần có đức tin tôn giáo. Nhưng quý vị sẽ không thành đạt kết quả và có hạnh phúc nếu thiếu các đức tính tốt của con người như tình thương, lòng từ bi, tình anh chị em ruột thịt, tánh khoan dung, tha thứ và hỷ xả. Nên chú tâm hơn nữa đến các giá trị đạo đức căn bản của con người bằng cách luôn nghĩ đến hạnh phúc, giúp đỡ cho những kẻ khác, và nên hiểu rằng chúng ta là thuộc của toàn thể nhân loại. Những tình cảm tiêu cực che khuất trí sáng suốt. Trong sự tu tập, chúng ta nên biết rằng thực là điều tai hại khi bạn có thái độ quá tự đề cao mình. Về lâu dài, ý tưởng quan tâm đến người khác sẽ mạnh hơn và tính ích kỷ của quý vị sẽ yếu kém đi. Tất cả đều tùy thuộc vào sự quyết tâm mạnh mẽ hay không của các bạn. Từ giác ngộ trong ngôn ngữ Tây Tạng có hai nghĩa. Trước tiên là sự thanh lọc hay làm sạch, và thứ hai là sự làm phong phú hay đầy đủ. Điều nên thanh lọc là những ý nghĩ bất thiện trong tâm quý vị. Sự làm sạch này không phải chỉ chấm dứt nhất thời các ý tưởng xấu đó, mà còn tìm cách giải độc và hoàn toàn loại trừ chúng. Các nhược điểm của chúng ta nói ở đây là nguồn gốc của sự khổ, nhằm chỉ cho nghiệp lực và các ý nghĩ tiêu cực cũng như dấu vết ảnh hưởng của chúng. Những ý tưởng bất thiện đã cản trở quý vị không thành đạt được sự toàn trí. Ý thức, theo bản chất của nó, có khả năng hiểu biết mọi việc, nhưng do các ý nghĩ không tốt đã che khuất và ngăn cản tâm của các bạn có được nhận thức sáng suốt đó. Khi tâm hoàn toàn không còn bị ngăn che, tự động nó sẽ trở nên tỉnh thức và dẫn đến sự giác ngộ. Bạn không thể nổi tiếng trong vùng đất trống không người ở. Nhờ sự liên hệ với những người khác mà bạn có thể giữ gìn các giới cấm như không sát sinh, trộm cắp và tà hạnh. Không một hành vi đạo đức nào có thể thực hiện nếu không có mối quan hệ với các chúng sinh khác.
Tương tự, quý vị chỉ có thể thực hành các đức tính khoan dung, đạo đức và nhẫn nhục khi có liên quan đến những người xung quanh. Chỉ có tiếp xúc với họ, bạn mới phát triển được tình thương, lòng từ bi và tâm tỉnh thức. Chẳng hạn, lòng từ bi là một trạng thái của tâm xảy ra khi bạn nghĩ đến nỗi khổ đau của các chúng sinh với nguyện ước mong rằng họ được thoát khỏi cảnh khổ đó. Cho nên, không có người khác làm đối tượng, chúng ta không thể thực hành tâm từ bi. Mọi sự chứng ngộ quý vị thành tựu trên con đường tu tập đều tùy thuộc vào các chúng sinh khác. Mặc dù những người đó không giúp được gì cho các bạn, nhưng không phải vì thế mà họ không có giá trị. Ví dụ, chúng ta theo đuổi con đường đạo để mong đạt đến cảnh giới Niết Bàn, nhưng chẳng có con đường đạo hay cảnh giới Niết Bàn nào có ý định muốn giúp quý vị. Nhưng trái lại, đôi lúc chính các bạn đồng tu lại có thể giúp chúng ta thành công trong việc tu tập. Ngay cả việc thành tựu của bạn trong cuộc đời này, như tiến tâm, sự giàu có và chức vị, chỉ có thể thành đạt nhờ vào những người khác. Chúng ta không thể nổi danh trong vùng đất trống khô cằn. Tình thương của con người không dành riêng đối với bạn bè, mà cho tất cả, ngay đến những kẻ thù. Đây là điều quý vị cần suy nghĩ kỹ. Nó sẽ phục vụ như nguồn cảm hứng to lớn trong việc tu tập đức tính từ bi. Khi bạn hồi hướng nhớ lại lòng tốt đặc biệt này của mọi người, sự mong ước đáp trả lại cho họ sẽ càng mạnh mẽ hơn. Khát vọng tự nhiên muốn báo đáp lại lòng tử tế của người đã giúp đỡ cho mình sẽ làm phát khởi tình thương và lòng từ bi nơi quý vị. Đây là kết quả của tâm tỉnh thức. Tình thương giống như viên ngọc quý. Lòng từ bi là điều huyền diệu và quý báu nhất. Khi chúng ta nói về lòng từ bi, tưởng nên ghi nhận rằng bản chất của con người, tôi tin rằng, là hiền lành và yêu thương. Tay của các bạn dùng để ôm ấp hơn là đánh đấm. Nếu bàn tay chính là để đánh nhau, thì những ngón tay đẹp đẽ này sẽ không cần thiết. Chẳng hạn, nếu các ngón tay để dài, các võ sĩ không thể đánh mạnh được. Do đó, họ phải nắm chặt bàn tay lại. Cho nên tôi nghĩ rằng, cấu trúc thân thể con người chúng ta thích hợp với bản chất hiền lành và thương yêu. Nếu các bạn xét đến mối quan hệ giữa con người, thì hôn nhân và sự thụ thai rất quan trọng. Hôn nhân không phải là sự thỏa mãn tính dục nhất thời, mà còn mang ý nghĩa trách nhiệm. Tình yêu chân thật là nền tảng của hôn nhân. Sự thụ thai của đứa bé cần được xảy ra trong môi trường luân lý thích hợp. Khi em bé còn nằm trong tử cung, tâm an lạc của bà mẹ sẽ gây ảnh hưởng tốt đến thai nhi. Nếu người mẹ buồn phiền hay tức giận, rất tai hại cho sự phát triển sức khỏe của những đứa trẻ chưa sinh. Ngay trong vài tuần lễ đầu sau khi sinh em bé, sự đụng chạm hay sờ mó của bà mẹ cũng rất lợi ích cho sự phát triển bộ óc của đứa trẻ. Nếu thiếu tình thương, sữa nơi người mẹ sẽ không chảy ra được, và đứa nhỏ có thể không thích bú nếu thiếu sự gần gũi, yêu dấu của bà mẹ. Cho nên tình thương này, cả hai phía giống như viên ngọc quý. Muốn có tương lai tốt đẹp, bạn cần quan sát và kiểm soát tâm của mình trong hiện tại. Bạn có biết rằng thế giới hiện đang đối đầu với tình trạng ngày càng gia tăng các cuộc thiên tai? Năm này qua năm khác, chúng ta đã chứng kiến sự thay đổi lớn lao về khí hậu khắp toàn cầu, dẫn đến kết quả trầm trọng là có nơi bị lụt lội hay hạn hán. May mắn, sự quan tâm của con người về sinh thái và môi sinh đang ngày càng được tăng trưởng khắp nơi. Đây là vấn đề sống còn của chúng ta trên hành tinh này. Tình thương, lòng từ bi và nhân đạo là những bí quyết không những chỉ giúp cho sự phát triển của nhân loại, mà còn là sự tồn tại và hạnh phúc của con người trên quả đất hiện nay. Sự thành công hay thất bại của loài người trong tương lai đều hoàn toàn tùy thuộc vào ý chí và quyết định của thế hệ hiện tại. Nếu các bạn không biết sử dụng trí tuệ sáng suốt của mình, thì không ai có thể đảm bảo được hạnh phúc ngày mai cũng như thế hệ sắp tới của chúng ta. Chỉ khi nào mỗi cá nhân nhận biết trách nhiệm của mình, lúc ấy họ mới quan tâm nghĩ đến kẻ khác. Tình thương không chỉ là lý tưởng của tôn giáo, mà nó còn là nhu cầu thiết yếu cho nhân loại. Nếu bạn nhìn vào lịch sử con người, quý vị sẽ nhận thấy rằng
một tâm hồn rộng mở sẽ là yếu tố để giúp thế giới con người thành công trong các lĩnh vực như nhân quyền, công tác xã hội, giải phóng chính trị và tôn giáo. Chúng phát sinh từ sự quan tâm sâu xa đến phúc lợi của nhiều người khác và cộng đồng rộng lớn của nhân loại. Những hành động ấy sẽ được ghi chép lại trong lịch sử như các việc làm phước thiện giúp ích cho con người. Đồng thời, lịch sử cũng ghi lại nhiều sự phản ánh các khía cạnh đen tối của di sản nhân loại. Các biến cố ấy chỉ xảy ra khi tâm con người chứa đầy lòng tham, ganh ghét, giận dữ và hận thù. Lịch sử thế giới đơn giản là sự ghi chép tổng hợp kết quả của các việc làm xấu và tốt, lợi và hại của tư tưởng con người. Nếu bạn muốn có một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc, quý vị cần phải quan sát và kiểm soát tâm của mình trong hiện tại. Đạo đức là nền tảng của mọi tôn giáo. Có ý tưởng cảnh báo rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo không nên tham gia chính trị, vì chính trị đồng nghĩa với thiếu luân lý. Chính trị ngăn cản đạo đức thực hành các việc lợi ích cho con người, và cuộc sống mà không có đạo đức sẽ hạ thấp con người xuống cùng hàng với thú vật. Tuy nhiên, chính trị không hẳn hoàn toàn bẩn thỉu, mà đúng hơn là do phương tiện sử dụng sai lầm, việc làm chính trị của chúng ta đã làm khoen ố các lý tưởng cao đẹp nhằm mang lại phúc lợi cho con người. Những phần tử có đời sống tâm linh thường quan tâm đến các nhà lãnh đạo tôn giáo dính dấp tới chính trị, vì họ lo ngại tôn giáo chịu ảnh hưởng xấu của những chính trị gia thiếu đạo đức. Một số người quan niệm rằng tôn giáo và đạo đức không có chỗ đứng trong chính trị, và những nhà theo tôn giáo nên xa lìa thế gian để sống cuộc đời ẩn dật. Ý tưởng như vậy có tính cách cực đoan và thiếu nhận thức đúng đắn về sự liên quan giữa cá nhân với xã hội, cùng với vai trò tích cực của tôn giáo trong đời sống chúng ta. Đạo đức là điều chủ yếu đối với các nhà chính trị cũng như thực hành tôn giáo. Khi các chính trị gia và nhà cầm quyền quên hẳn những nguyên tắc luân lý thì sẽ không tránh khỏi các hậu quả tai hại. Dù chúng ta tin tưởng vào đấng thượng đế hay thuyết nghiệp báo, thì đạo đức vẫn là nền tảng của tất cả các tôn giáo. Những đức tính tốt của con người như tình thương, lòng từ bi, hỷ xả và trí tuệ, vân vân, là cơ sở của mọi nền văn minh. Các thiện tính này cần được nuôi dưỡng để thế giới con người trở nên nhân đạo hơn. Những ý tưởng lành đó nên hướng dẫn và giáo dục vào lúc con người đang còn trẻ thơ. Chúng ta không thể chờ đến thế hệ tương lai mới thay đổi, mà ngay hiện tại bạn nên cải thiện các giá trị căn bản của con người. Chúng ta cần một cuộc cách mạng tâm linh và thực hành lòng từ bi phổ quát toàn cầu. Tâm Bồ Đề là hạt giống của các pháp. Bản chất của Phật giáo Đại Thừa là thực hành lòng từ bi. Bạn hy sinh bản thân để thành đạt sự giải thoát nhờ cứu giúp những kẻ khác. Quán Thế Âm được hiểu như đấng đại từ. Nhưng từ Quán Thế Âm có nghĩa là từ bi. Lòng từ bi vô biên không phân biệt và tính toán so đo được mở rộng đến những người mà bạn yêu thương cùng những kẻ làm hại quý vị và tất cả mọi chúng sinh. Phật giáo nhấn mạnh đến tình thương và lòng từ bi phổ quát thế giới, thấm nhuần với ý tưởng hoàn toàn bất bạo động và hòa bình, cùng dâng hiến các phương pháp duy nhất và vĩnh cửu nhằm thành đạt sự an lạc và hạnh phúc, mang lại lợi ích cho con người cùng loài vật. Tình thương và lòng từ bi là hai viên đá vững chắc, trên đó toàn bộ Phật giáo được xây dựng. Sự phát khởi tâm đại bi sẽ chuẩn bị cho nền tảng nhằm đạt đến kết quả toàn diện của tâm Bồ Đề quý báu, mà nó là điều kiện cần thiết cho sự thành tựu quả vị Bồ Tát. Một chúng sanh được gọi là Bồ Tát khi tâm của hành giả ngập tràn thuần chất lòng từ bi và hỷ xả phát xuất từ Bồ Đề tâm. Bất cứ việc gì các bạn làm hàng ngày phát khởi từ hoạt động của tâm thức mang lại sự an lạc và toàn giác đều là kết quả của lòng từ bi và tâm Bồ Đề. Đức Phật dạy, Bồ Đề tâm là hạt giống của các pháp. Ý định làm việc lành giúp đỡ mọi người và tâm luôn nghĩ tưởng thực hành các điều phúc lợi vì những kẻ khác sẽ tạo nên hạnh phúc cho nhiều người xung quanh chúng ta. Lấy ơn trả oán
nhân từ cho ác độc, tình thương cho hận thù và lòng từ bi cho sát hại là các đặc tính của tâm Bồ Đề. Dùng hành động của yêu thương và lòng từ bi đáp trả lại ác tâm của kẻ khác đã mang lại nguồn vui cho tất cả mọi người. Hăng say trong sự trả thù với lòng căm phẫn chỉ gây đau khổ cho chính mình cùng tha nhân trong đời này và nhiều kiếp tương lai. Kính trọng sự công bằng là tánh bẩm sinh của con người. Khi bạn làm một việc gì có lợi cho mình thì cũng giúp ích cho kẻ khác. Muốn phục vụ cho mọi người, bạn cần có sự quyết tâm và tình cảm tích cực. Chúng ta cần có nhiều can đảm để làm việc lành trong cõi đời này. Nhưng nhìn các nhà lãnh đạo thế giới hiện nay, người ta nhận thấy họ có nhiều can đảm để làm việc sai quấy. Tôi nghĩ đó là do vô minh. Các vị lãnh tụ này thiếu trí tuệ, nhưng họ lại khôn lanh và xảo quyệt. Tôi nhận thấy đây là các chính sách sai lầm không nên xây dựng trên sự công bằng mà hoàn toàn quá thiển cận. Họ chỉ biết quyền lợi nhất thời cho nên đã can đảm làm những điều tội ác. Bất cứ người nào có lương tâm và suy nghĩ chín chắn, họ sẽ kính trọng lẽ công bằng. Bẩm sinh con người biết đề cao và kính trọng sự công bằng. Chúng ta thấy tính người rất hồn nhiên nơi trẻ thơ, nhưng khi lớn lên, chúng phát triển nhiều ý tưởng sai lầm. Tánh chân thật sẵn có nơi trẻ con. Theo tôi, sự kính trọng lẽ thật vốn có trong máu huyết các bạn. Tôi nhận thấy có nhiều lý do để tin tưởng vào sự can đảm cũng như thiện tính của con người. Chúng ta cần tự giáo dục chính mình để thành đạt bản chất của tánh thiện. Mọi sự thử thách cũng là cơ hội giúp quý vị trong việc tu tập, và thời gian là điều chủ yếu. Mọi người đều có trách nhiệm, và tôi hẳn nhiên cũng phải có trách nhiệm. Chúng ta cần đoàn kết để chia sẻ sự khởi đầu quan trọng đó. Dù có đức tin tôn giáo hay không, mọi người đều quan tâm nghĩ đến phúc lợi của những kẻ khác. Tôi tin rằng chúng ta là con người có thể sống tốt đẹp mà không cần đến tín ngưỡng, và các bạn có thể tìm cách để phục vụ cho nhân loại mà không cần phải nhờ đến bất cứ tôn giáo nào. Có sự khác biệt quan trọng giữa tôn giáo và đời sống tinh thần. Tôn giáo liên quan đến đức tin, sự giải thoát, một vài hình thức của siêu nhiên hay siêu tự nhiên, có thể bao gồm cả ý niệm về thiên đường hoặc niết bàn. Liên hệ với điều này là giáo lý hay giáo điều, nghi lễ, sự cầu nguyện và vân vân. Trái lại, đời sống tâm linh liên quan tới các đức tính và tinh thần của con người như tình thương, lòng từ bi, tánh nhẫn nhục, lòng khoan dung, tha thứ, sự hòa hợp, vui vẻ và ý thức trách nhiệm nhằm mang lại hạnh phúc cho chính mình và những kẻ khác. Người hành trì tôn giáo có thể phát triển các đức tính của tinh thần, nhưng tôn giáo không đòi hỏi việc thực hành đó. Tuy nhiên, bạn có thể nhầm lẫn giữa những người có và không có tín ngưỡng vì các sự thực hành này. Nhưng đặc tính hợp nhất của cả hai người tin và không tin tôn giáo là họ đều quan tâm nghĩ đến phúc lợi của kẻ khác. Người có lòng từ bi, tình thương, tánh nhẫn nhục, khoan dung và tha thứ luôn sẵn có tiềm lực và khả năng muốn cứu giúp, mang lại hạnh phúc cho mọi người. Tôi kêu gọi tất cả nên thực hiện một cuộc cách mạng tâm linh tốt hơn là tôn giáo. Xây dựng một thế giới hòa bình. Nhiều năm qua, tôi cứ nghĩ tôi đang còn trẻ, nhưng hiện nay thật sự tôi không còn trẻ nữa. Tuy nhiên, tôi có thể vẫn còn nhớ một vài đức tính của tuổi trẻ như sự bồng bột, nhiệt tình, thiếu kiên nhẫn, nhiều hy vọng và đôi lúc có tính bốc đồng. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều nơi tuổi trẻ mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Thứ nhất, điều quan trọng là nên cẩn thận tìm hiểu hoàn cảnh của mình trước khi quyết định làm một việc gì. Bạn cần tham khảo ý kiến với những người khác, tốt hơn là tự mình quyết định một cách kiêu căng hay bốc đồng. Lúc còn ở Tây Tạng, khi gặp vấn đề gì khó khăn, thỉnh thoảng tôi thường hay hỏi ý kiến hoặc bàn thảo với những vị tháp tùng đi theo tôi, ngay cả người dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, và họ đã giúp cho tôi nhiều ý kiến rất hay. Thứ hai, cố gắng đừng đặt kỳ vọng quá nhiều, vì thực tế mọi việc đều không dễ dàng, cũng như chúng ta thường gặp những trở ngại và khó khăn. Một khi bạn đã quyết định thì nên vững chắc, tự tin và lạc quan.
tôi nghĩ thái độ lạc quan rất cần thiết. Khi gặp những vấn đề trở ngại mà quý vị đánh mất niềm tin và đâm ra bi quan, thì ngay cả việc dễ dàng thành đạt cũng sẽ trở nên khó khăn vì nội lực trong tâm bạn đã không còn. Tôi nghĩ rằng có hai loại hạnh phúc. Một là phát xuất từ những cuộc sống đầy đủ tiện nghi và vật chất. Thứ hai là bắt nguồn từ sự thỏa mãn về đời sống tinh thần hay thể xác khi chúng ta thành công, khắc phục vượt qua mọi thử thách và gian lao. Tôi nghĩ rằng loại hạnh phúc thứ hai này có giá trị nhiều hơn vì nó mang lại cho các bạn sự hoàn toàn thỏa mãn và an vui. Nó cũng giúp quý vị đặt nền tảng để xây dựng một thế giới thân hữu, yêu thương và hòa bình.